Thưa sư, cho con hỏi nếu sau khi thân họa mạng chung một người phải xuống địa ngục thì lúc đó người ấy có nhớ lại những ký ức khi còn là người không? Trong một số kinh điển, ví dụ như trong chú giải Pháp Cú, câu mà đường dài đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp, có nói về giấc mơ của vua Basenadi. Thì giấc mơ đó nói về bốn chàng thanh niên ở dưới địa ngục, bốn chàng thanh niên hối hận vì việc quá khứ đã làm. Điều đó chứng tỏ là chúng sanh ở dưới địa ngục có khả năng nhớ lại kiếp quá khứ, lý do mà mình ở dưới địa ngục ha. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp.